mọi khi thì là tăng có 500 đồng thôi mà bây giờ là tăng lên 1.400 mấy chục đồng cơ mà. Chúng tôi thấy tăng giá xăng dần lần này rất là bất ngờ. Và chúng tôi cũng rất là lo ngại vì là nếu tăng xăng thì cước phí sẽ tăng, chúng tôi sẽ không có khách. Bình thường thì em chỉ còn một bình xăng của em 70.000, giờ giá xăng tăng phải hơn 100 và một tuần em phải hai lần đổ xăng thì đó rất là ảnh hưởng rồi. Ngoài tăng giá ga thì tôi nghĩ là nó còn các giá cả của thịt mặt hàng khác thì nó cũng tăng. Bất ngờ là phản ứng chung của nhiều người dân trong đợt tăng giá xăng kỷ lục lần này. Không ngỡ ngàng sao được khi nhà nước đang điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường, khi giá xăng dầu thế giới đang giảm trong gần một tháng qua. Bộ Tài chính đã đưa ra 3 lý do để tăng giá. Thứ nhất là vì giá xăng dầu thế giới hiện có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Thứ hai, giá trong nước hiện đang thấp hơn giá của các nước có chung biên giới với Việt Nam từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng một lít, dẫn đến tình trạng buôn lậu rất phức tạp. Và lý do thứ ba, được coi là quan trọng nhất khi quỹ bình ổn giá xăng dầu đã hết. Theo phân tích của các chuyên gia, thì cả ba lý do mà Liên Bộ Tài chính, Công Thương đưa ra đều chưa thỏa đáng. Đúng là vừa qua chúng ta sử dụng cái quỹ bình ổn giá, đúng là thời gian vừa qua nhé. Đấy, vì chúng ta chưa tăng mà, thì chúng ta sử dụng. Nhưng còn nó hết hay nó chưa hết hay thì thật đúng là cũng khó mà chúng ta biết được một cách chính xác, bởi vì không có một cái công bố đấy. Thế cho nên theo tôi là để trong cái trường hợp này tôi để được biết hay là gọi là để đảm bảo tính minh bạch ấy, thì chúng ta cứ phải nói hết thì phải có cái công bố, cái kiểm tra cái công bố hàng năm và nhất là trong những cái đợt như này công bố là hết là như thế nào để cho nhân dân rõ. Theo điều 26 của nghị định 84 ban hành năm 2009 thì quỹ bình ổn giá xăng dầu hình thành từ tiền của người mua xăng. Với mỗi lít xăng tiêu thụ, người tiêu dùng phải nộp 300 đồng vào quỹ. Trước đó, ngày 26 tháng 2, giá xăng dầu thế giới tăng ở mức cao. Liên Bộ Tài chính, Công Thương đã cho xả quỹ với mức 2.000 đồng một lít xăng, 800 đồng một lít với dầu DO và dầu hỏa là 1.150 đồng một lít liên tục cho đến nay. Và nó vẫn được sử dụng ngay cả khi giá xăng dầu thế giới giảm mạnh từ giữa tháng 3. Đơn cử giá xăng tại thị trường Singapore giữa tháng 3 là 123 đô la Mỹ một thùng, thì đến ngày 25 tháng 3, giá xăng thành phẩm tại đây giảm sâu và chỉ còn ở mức 117 đến 120 đô la Mỹ một thùng. Do sử dụng quỹ bình ổn, ngay khi giá xăng dầu thế giới giảm, khiến nguồn quỹ này cạn nhanh chóng và buộc phải tăng giá bán. Về cái quỹ bình ổn xăng dầu, chúng tôi cho rằng là xét về bản chất ấy, nó vẫn là cái nguồn thu từ cái giá xăng dầu mà người dân phải mua, cho nên là nó không có lợi cho người dân xét trong một cái tổng thể. Khi mua, khi bán, khi xả hoặc là khi trích quỹ thì nó vẫn là tiền của người dân. Vì thế về bản chất nó không giúp cho bình ổn theo đúng nghĩa là bình ổn. Còn nếu lấy lý do tăng giá xăng dầu để chống buôn lậu thì cũng không phải. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã khẳng định điều này trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 3 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều ngày hôm qua tại Hà Nội. Là hiện nay giá xăng dầu trong nước là thấp hơn giá xăng dầu các nước lân cận có cùng biên giới với chúng ta. Nhưng đó chỉ là một dẫn chiếu để cho thấy là giá xăng dầu ở chúng ta bán là đang thấp hơn giá cơ sở và so sánh với các nước xung quanh cũng là thấp hơn. Không phải là lý do chính để dẫn tới phải tăng giá xăng dầu. Theo Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, tăng giá xăng dầu lần này là do quỹ bình ổn mặt hàng này đã sử dụng hết khả năng. Nhà nước không thể bỏ thêm nguồn ngân sách để bù lỗ. Chính phủ cũng đã tính toán và cân nhắc chuyện tăng giá sẽ tác động ở mức độ nào đến nền kinh tế. Để người dân không bức xúc, điều quan trọng nhất là phải minh bạch hóa các con số liên quan đến xăng dầu. Quỹ bình ổn giá có bao nhiêu? Từng doanh nghiệp một sử dụng được bao nhiêu? Giá nhập khẩu là bao nhiêu? Giá thế giới là bao nhiêu? Thì theo chúng tôi được báo cáo, Liên Bộ Tài chính Công Thương đã báo cáo Chính phủ là tất cả những thông tin đó về cơ bản hiện nay đã được công khai. Chính phủ khẳng định là điều hành giá xăng dầu là phải theo đúng các quy định đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và vì lợi ích chung của nền kinh tế xã hội và của đất nước, chứ không vì cục bộ lợi ích
của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Cũng tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Tài chính cũng thừa nhận quỹ bình ổn giá hiện nay chưa được công khai. Từ năm 2009 tới nay, quỹ bình ổn giá chỉ được sử dụng cho duy nhất một việc là bình ổn giá xăng dầu. Thế nhưng Bộ Tài chính lại chưa đưa ra bất kỳ con số nào liên quan đến việc sử dụng một quỹ này. Quỹ bình ổn ra đời với mục đích bảo vệ người tiêu dùng mỗi khi có biến động từ giá xăng dầu quốc tế. Thế nhưng, điều mà người dân không những không được hưởng lợi, mà những hệ lụy từ việc giá xăng kỷ lục lần này đã hiển hiện ngay trước mắt.